Mẹ bạn có dặn dò trước khi lấy vợ là bạn cần cái tiêu chuẩn nào theo mẹ của bạn không? À dạ có. Mẹ bạn dặn mẹ em bảo là mẹ em phải tuyển con dâu ở mông to. Gì nói? Mông to. Chỉ con dâu mông to. Cái gì vậy? Đau quá. Cái này chỉ cắt tường đạt tiêu chuẩn. Dạ. Cái gì mà đáng qua tôi nữa? Lý do tại sao dạ, như vậy? Dạ mẹ em bảo là con gái mông to hay dễ đẻ. Mẹ không vừa cũng đẻ được. Nếu một người yêu của bạn mà bạn yêu, rất là xinh đẹp nhưng mà mông không to thì sao? Một khi đã yêu rồi em chấp nhận được. Thế bây giờ em có cái gì to không mà em đòi không to? Bây giờ chị qua chị xem nhá. Bên đây là không có to gì hết đấy. Có các tường không to thôi. Xinh thế nhỉ? Cười cái coi. Chị không to, em về em nói với mẹ là nếu mà bây giờ cái cô cái bên không được thì có chị cắt tường. Được không? Không, em phải không nhu cầu người hơn tuổi ạ. Trời ơi, tôi nhục dữ. Từ chối cắt tường luôn. Sao tôi quê như vậy? Quá là duyên dáng không các bạn? Mời em ngồi. Trời ơi, sao em cũng giống màu chị quá vậy? Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Kiều Nhi. Hiện nay em là sinh viên mới tốt nghiệp và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Rồi với đó 23 tuổi đúng không? Để xem bên đây bao nhiêu tuổi. Mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Rồi em. Mời em ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trần Trung Hiếu ạ. Bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. 24 tuổi. Bạn quê ở đâu ạ? Em ở Nam Định ạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào được khoảng hơn 6 tháng ạ. Ủa, mới vào 6 tháng à? Dạ. Bạn vào đây làm gì? À, em làm IT cho khách sạn. Lý do tại sao bạn chuyển vào Nam? Em muốn đi khỏi miền Bắc. Là sao? Thì không có miền Bắc nữa thì đi vào miền Nam. Em muốn đi xem trên trời miền Nam có gì mới. Thế nhưng mà từ hồi em vào thì em lại muốn ở lại. Vậy sao gia đình này bạn sẽ muốn ở lại nữa nếu bạn tìm được một nửa yêu thương của mình? À, hiện tại thì bạn mới vừa tốt nghiệp xong thì bạn có dự định gì cho tương lai của mình chưa? Em chưa có dự định gì hết. Em nghĩ là em sẽ định ở nhà chơi nghỉ ngơi một thời gian đã rồi sau đó mới kiếm việc làm. Nghỉ ngơi bao lâu? Em nghĩ là khoảng 3 tháng tới nửa năm. Thì dạ. Tưởng em nói 5 năm thì chết luôn. À, em nè, thời sinh viên em đã từng hẹn hò bao giờ chưa? Nói thiệt với chị là em chưa từng hẹn hò. Một cô bé xinh đẹp duyên dáng như vậy mà chưa từng hẹn hò. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Bạn có hẹn hò lần nào chưa? Dạ em thì hẹn hò 2 lần rồi. Có lần nào thành công chưa? Có thành công ạ. Rồi sao giờ đi tìm nữa? Bởi vì sau khi ra trường thì cô ấy về quê, cô ấy làm thì em thì ở lại Hà Nội. Thế sau đó tình yêu khoảng cách thì mình không đến được nhau. À, và bây giờ bạn muốn tìm người yêu là khoảng cách nó gần hơn đúng không? Dạ đúng ạ. Bạn cảm nhận về bạn như thế nào? Em hiền quá. Hiền quá. Bạn có thấy bạn đẹp trai không? Có anh ạ. Có. Phải không? Đừng có tự tin quá nha. Hiền đẹp trai nha. Chị hỏi em nè, tại sao mà em chưa có bạn trai? Em nghĩ là việc học là việc quan trọng đúng nhất. Đúng rồi. Nên em chưa nghĩ đến việc đó. Còn bây giờ? Sau khi tốt nghiệp rồi thì em đang muốn tìm kiếm một người nào đó hợp với bản thân mình. Có nghĩa là quan điểm của em là trong cả cái thời đi học cho đến sinh viên là vẫn chưa đủ tuổi để mà cặp kè đúng không? Dạ. À, chị rất là ngưỡng mộ em. Vậy thì bây giờ em mong muốn một cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào? Về ngoại hình thì em nghĩ bạn ấy phải cao to. Dạ. Có cao to không? Có. Trời ơi. À, rồi gì nữa nè? Tóc ngắn thôi, đừng quá dài. Tóc ngắn. Dạ. Không có tóc luôn được không? Về tính tình thì em muốn bạn trai của mình là một người như thế nào? Phải rộng lượng, biết tha thứ. Có không bạn? Có nghĩa ích kỷ, hẹp hòi, xấu bụng là không được. Bạn trai nó quá đơn giản, cái chuyện dễ tha thứ đúng không? Dạ. Tôi xin hỏi bạn, ngoài cái việc bạn làm IT ra, bạn còn có một cái tài lẻ nào là? Dạ, tài lẻ nấu cơm quét nhà anh ạ. Cái này đâu phải là cái tài đâu, đây là nhiệm vụ của người đàn ông. Không, em thấy nhiều ông người đàn ông mà không biết nấu cơm đâu, nhưng em biết nấu ạ. Tại sao người đàn ông biết cơm? Đó là xưa rồi, đàn ông hiện đại phải biết nấu cơm. Bởi vì vợ cũng đi làm, thành ra về không có vợ, mình phải tự nấu, có khi phục vụ lại cho vợ nữa. Bạn đồng ý kiến này không? Dạ có, đấy điều đương nhiên ạ. À, em này, thế em muốn cái người bạn trai của mình á là lớn hơn mình khoảng bao nhiêu tuổi? Em thích là lớn em khoảng 4-5 tuổi. Tại sao? Dạ thì người lớn thì người ta chín chắn hơn mình, người ta có thể chiều chuộng mình hơn. Và bạn đã nghe bạn gái nói về cái tiêu chuẩn của bạn, bây giờ bạn thích cái tiêu chuẩn gì nhất của người phụ nữ? Cô ấy phải có trí thức. Với ngoại hình? Dễ thương một chút thì càng tốt ạ. Dễ thương. Rồi còn gì nữa không? Cô ấy cũng phải cao ạ, trên 1m56. Em ơi, bây giờ mình hỏi những cái điểm thích thì nó bình thường rồi. Bây giờ những cái điểm nào mà em không thích thì người bạn trai của mình? Dạ em không thích bạn trai mình biết hút thuốc.
Có không? Không không ạ. Không rồi. Không biết nhậu thì càng tốt. Có nghĩa là nhậu chút đỉnh vẫn được. Em một chén là gục luôn. Sở thích của bạn như vậy rồi, nhưng mà mẹ bạn có dặn dò trước khi lấy vợ là bạn cần cái tiêu chuẩn nào theo mẹ của bạn không? À dạ có. Mẹ bạn dặn mẹ em bảo là mẹ em phải tuyển con dâu ở mông to. Gì đó? Mông to. Tuyển con dâu mông to. Chị vậy, chị vậy. Quá. Cái này chị cắt tường đạt tiêu chuẩn. Dạ. Cái gì rồi đá qua tôi nữa. Lý do tại sao lại như vậy? Dạ mẹ em bảo con gái mông to hay dễ đẻ. Mẹ không vừa vừa cũng đẻ được. Nếu một người yêu của bạn mà bạn yêu rất yêu, rất là xinh đẹp, nhưng mà mông không to hay sao? Một khi đã yêu rồi em chấp nhận được. Thế bây giờ em có cái gì to không mà em đòi không to? Bây giờ chị qua chị xem nhá. Bên đây là không có to gì hết đấy. Có Cát Tường không to thôi. Xinh thế nhỉ? Cười cái coi. Chị không to. Em về em nói với mẹ là nếu mà bây giờ cái cô cái bên không được thì có chị Cát Tường. Được không? Không, em phải không có nhu cầu người hơn tuổi ạ. Trời ơi, tôi nhục dữ. Từ chối Cát Tường luôn. Sao tôi quê dữ vậy? Hỏi anh gì Linh. Bằng nhục không? Em thuộc về anh nên người Linh. Em sẽ trở về bên anh nha. Để em làm xong cái vụ mai mối này đã căng thẳng quá. Chị nghĩ em chắc lọt vô top 10 đó. Rồi để anh xem mặt giùm em ha. Thế nào? Sao? Giữ chưa? Bé đi ngụt về. Nhưng mà hỏi nè, mẹ bạn có dặn là tiêu chuẩn gì không? Dạ, mẹ em không chọn gì hết. Mẹ em không dặn gì hết. Bên kia có dặn, mà em có đáp ứng nhu cầu bên kia không? Em nghĩ là chắc được. Cảm ơn bạn. Như bạn kia nói là chắc chắn là có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Và bây giờ, thời khắc quan trọng đã đến. Để cho hai bên nhìn nhau xem là có to nhỏ gì đấy vừa ý nhau không? Màn đâu kéo lên. Mời hai bạn. Trời ơi. Dạ chào. Và bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Con trai nói trước đi, đừng có gãi nữa. Sao nãy anh thấy em tiêu chuẩn có vẻ hơi lạ lạ trước em nhỉ? Dạ lạ là sao anh? Là chẳng hạn như anh thấy sau mấy năm em học em chưa có một mảnh tình vắt vai. Dạ tại vì em học trường nhân văn nên trường nhân văn là toàn con gái không mà ít con trai lắm. Lại gãi nữa. Anh thì rất sợ một thứ. Dạ. Không biết là mình em có chấp nhận được không? Anh sợ cái gì anh? Anh sợ mất độ cao. Ở đây xuống đây là có cao không em? Ở đây nhảy xuống đây được không? Được chứ đến nổi. Có gì đáp ứng nhu cầu của mẹ bạn không? Bạn có thể đứng lên một giây nào đó. Gì tự sợ? Quá chuẩn anh á. Quá chuẩn. Rồi ngồi xuống nói tiếp. Hết hồn. Bạn ấy nói quá chuẩn, tiếp tục đi các bạn. Em quan niệm như nào về tình yêu em nhỉ? Dạ em nghĩ là tình yêu phải biết tin tưởng nhau. Cái này thì anh sẽ làm được. Dạ. Thôi hết giờ rồi. Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng đã đến. Hai bạn hãy đặt tay ra phía sau thành ghế của mình. Nếu các bạn nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Và các bạn không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Và bây giờ trời ơi. Từ từ nó không nóng quá. Từ từ em. Làm dữ vậy. Rung mà nói chuyện thì không nói mà làm quá. Và bây giờ thời khắc quan trọng bắt đầu. Một hai ba. Nó nói thật chứ hình như bạn trai á gấp rút quá, hối hả quá. Bạn sợ mất bạn nữ đúng không? Có không? Có anh ạ. Có. Bạn thấy gì ở đôi mắt bạn gái? Khó nói quá anh ạ. Còn em, tại sao em lại quyết định là hẹn hò với bạn trai kế bên? Em nghĩ là anh ấy rất dễ thương. Rất là dễ thương, chị cũng thấy dễ thương mà chị bị từ chối rồi. Chị nhường lại cho em đó. Thôi bây giờ thì hai bạn hãy nắm tay nhau. Cái nắm tay đầu tiên thôi mà. Đó. Yeah.
bạn nữ em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Em chào cả khán đài. Em là Minh Tuệ, hiện là 25 tuổi và quê ở Phù Cát. Ở đâu? Bình Định. À, Phù Cát, Bình Định. Em vào đây lâu chưa? Em vào thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 5 năm chị. 5 năm. Hiện giờ mình đang làm công việc gì? Em là nhân viên kinh doanh của công ty phân bón. Rồi, bạn Nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào cô hàng xóm, chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Văn Trai, em 26 tuổi, quê ở Bình Dương. Hiện tại em đang công tác tại đơn vị Thừa Phát Lại Vĩnh Long. Em phụ trách tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Bình Dương với Bình Định. Dạ. Làm nghề Thừa Phát Lại là sao bạn? Dạ, căn cứ vào nghị định 161 với nghị định 135 thì chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thừa Phát Lại thì Thừa Phát Lại là 4 cái chức năng. Thứ nhất là lập vi bằng, thứ hai là tống đạt các văn bản của tòa án và cơ quan thi hành án, thứ ba là xác minh điều kiện thi hành án và thứ tư là trực tiếp thi hành các bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. Được, cán bộ thuộc bài. Thuộc bài quá. Nghị định số mấy luôn. Rồi bạn nữ bên kia, nói nhiệm vụ cụ thể của bạn là gì? Người ta bán thuốc, người ta chăm sóc sức khỏe con người, còn em là bán phân chăm sóc sức khỏe cây cối anh ơi. À. Phòng kinh doanh thì giao tiếp khách hàng rất là nhiều mà không thể không có chàng trai nào tới mua phân bón mà đẹp trai. Giao tiếp với cây với đại lý là nhiều hơn so với giao tiếp với người anh. Cũng phải có người đại diện chứ, sao cây nó tự giao tiếp được. Đa số là bác nông dân chứ có ai nói anh nông dân đâu, ít lắm. À thì đó là vậy. À, mình giới thiệu về mình một chút xíu về năng lực của mình. Điểm yếu của em là em nóng tính vậy. Tức là ai mà không có hợp ý em á, hoặc là nói chuyện với em mà kiểu mà nói vô văn hóa thì em rất là nóng, và em nóng là em nói lại ngay. Còn điểm yếu gì nữa không? Đặc xấu của em á là như say xỉn thì hay không. Ủa có hay say xỉn lắm hả? Nhưng kinh doanh là chị. Nhậu dữ lắm hả? Không, nhậu cũng không dữ lắm, nhậu ít chứ mà lại hay đi nhậu. Nhậu là thường thường mấy chai là khóc? Dạ 4 chai trở lên là bắt đầu khóc rồi. Khóc là khóc chuyện gì, có gì khóc? Không có thể khóc vô duyên vậy thôi chị, chứ không có chuyện gì hết á. À có nghĩa là nhậu xỉn rồi khóc vậy thôi. Dạ. Trời đất ơi. Đó điểm yếu nhất rồi nha. Cứ bữa nào mà giận gì là cho nhậu vô là khóc. Thằng trai thấy sao? Bên kia nói về hợp ý mình không? Nhậu thì có cái nhậu thôi anh. Tánh nóng thì em thì hiền chứ không có nóng. Ừ. Rồi vậy dễ, bằng kia nóng bằng hiền thì tốt. Chứ bạn mà nóng nữa banh cửa bên nhà luôn à. Cái tật xấu của em là hay nói nhiều thôi. Nói riết mà người ta nhức đầu luôn. Thôi rồi. Thầy thuộc gì đàn bà có nói với ai, đàn ông mà nói nhiều dữ vậy? Mỗi lần em vô cơ quan thì nói thôi anh trai vô rồi nhức đầu lắm. Trời đất ơi chết rồi. Cơ quan chịu nổi, vợ lấy gì chịu nổi trời. Ủa em có hay nhậu không? Dạ nhậu mà ít lắm chị. Em nhậu, nhậu ít vô lắm. Cười hả? Nhưng mà có cái nhậu vô thì nó ói thôi. À. Cái tật xấu có tật xấu vậy thôi chứ. Vậy thôi hả? Thôi ưu điểm có gì? Dạ, ưu điểm của em thì không biết hút thuốc nè. Thì uống rượu thì biết chút ít. Còn lăng nhăng thì chắc không có. Mình có mấy mối tình rồi em? Từ hồi học cấp 3 tới hồi sinh viên thì có được 2 mối tình rồi chị. Tình đầu thì chỉ đơn phương thôi. Thì đưa đi học rước về, rồi đưa đi học rước, rồi đưa người ta đi lấy chồng luôn. Hay quá, đưa hay quá. Rồi còn hồi sinh viên thì 4 năm đại học thì mình quen vậy, rồi cái khi ra trường thì tại xa quá, cái từ từ rồi cái cũng mắc luôn. Nó chưa có gì sâu đậm đúng không? Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm một bạn gái như thế nào? Bạn gái của em thì đơn giản thôi, hiền, vui vẻ, biết chia sẻ, vậy thôi. À, em thích người bạn trai như thế nào? Em thích đầu tiên là về ngoại hình. Thì ngoại hình là phải cao, trên 1m7. Ủa mấy cô không cao mà cứ thích bạn cao. Cao thì mới thích cao để thay đổi thế hệ sau chứ ạ. Cái thứ hai nữa là có nụ cười tỏa nắng. Tức là cười tươi á. Cái người mà lúc nào nhìn vô cũng thấy giống như người nụ cười nó hiện diện trên môi á chị. Lúc nào không cười hoài coi chừng bị bệnh à. Bên đây là cười thoải mái luôn á, cười từ sáng đến chiều đó. Đó là có tỏa nắng không? Anh cười có tỏa nắng không anh? Tỏa sống luôn. Cười tỏa nắng em định hình giống như Ngô Kiến Huy á. Ngô Kiến Huy hả? Dạ. Này Ngô Kiến Lửa. Rồi sao nữa em? Còn về tính cách á thì là nói nhiều thì được. Con trai nói nhiều thì thật ra cũng vui chứ. Ủa vậy là thích á hả? Dạ. Mừng quá. Yêu cầu cũng cao quá ha. Phải hơn 1m7 ha. Tôi qua tôi coi có yêu cầu sao. Đứng đo danh coi 1m mấy. Này 1m4 à. Rồi. Này là cũng được. Nhiều. Dạ. 1m69 được không? Được. Được anh. Tại sao muốn giống Ngô Kiến Huy? Nụ cười của Ngô Kiến Huy nó có duyên lắm anh, mà nó dễ gần lắm. Phải không? Dạ. Anh này cười chắc cũng giống giống vậy, cười hoài luôn vậy đó. Nãy giờ cười suốt luôn rồi đó. Ngô Kiến Lửa hả? Kiến Lửa. Không thích gì ở người đàn ông? Không thích là không thích đào thuốc. Thứ hai nữa là nóng tính mà có thể gây đến vũ phu. Bên đây không có nóng tính, hiền khô à. Mà có vũ phu. Có vũ phu không anh? Không, đã có vũ phu, bên đây có vũ nữ. Vũ nữ cũng không được anh. Sao không được? Ban đầu biết đâu gồng quá rồi về nhà bung lửa sao anh. Được. Nè, nãy giờ nghe nói không? Dạ. Có vũ phu không? Dạ không.
vũ nữ bung lụa không? Không. Xác định giới tính chưa? Men men men. Bây giờ còn điểm nào em không thích ở người bạn nam? Đầu hói không thích. Chỉ một cái điều đó thôi. À, hô em cũng không thích lắm, tại vì em cũng bị rồi. Mà giữa hô với hói là chọn hô không chọn hói. Dạ. Đúng không? Giữa hô với hói, chọn hô không chọn hói. Ở đây có hói không có hô. Em đâu có hói đâu vậy? Thì tôi hói không ơi, bằng tôi hói à. Được. Đã, khi nào mình tiến tới hôn nhân được em? Dạ thì quan trọng bên bạn nữ thôi. Em thì chắc cũng từ từ tìm hiểu chị. Khoảng bao nhiêu lâu? Thôi thì ra duyên anh cưới em luôn. Nhanh dữ vậy? Thì... sao chuẩn bị kịp? Dạ đâu có gì đâu, không kịp chị. Có đủ hết rồi. Có cái gì mà đủ hết rồi? Kinh phí thì chắc cũng ổn ổn rồi. Ổn ổn rồi ha. Tự lo hay là gia đình lo phụ? Dạ thì cũng mình cũng có một chút là gia đình có phụ thêm. Rồi. Lấy nhau về là mình định ở đâu? Dạ thì theo công việc của bạn nữ đó thôi. Thì em công việc em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, mà hiện tại thì em đi đi về về. Mình có làm dâu gì không? Dạ không, thì có ở nhà có mẹ với em không, thì đâu có làm dâu gì đâu vậy. Điểm nào em không thích ở người bạn gái? Còn bạn gái thì em không thích là cao hơn em. Đâu em đứng lên chị coi. Cao nhiêu? Em cao 1m67 à. Rồi ông Linh nói thách 69. Mà phải nói thêm cho đàn trai chứ. Đẹp trai lắm, được á. Cười là tỏa nắng, rực nắng luôn đó. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Ồ có mẹ hả? Rồi chào cô. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Chào mấy vị quý vị khán giả. À, cô thấy bạn gái bên này như thế nào hả cô? Cô thấy có cháu gái này thì cũng xinh cũng đẹp. Nhưng mà không biết là hai đứa tìm hiểu có được hay không. Dạ. Nếu mà được thì cô cần mừng. Cô muốn có mấy đứa cháu? Giờ thời buổi giờ có cháu nhiều chi cực. Chừng hai đứa thôi. Cháu trai cháu gái? Trai gái gì cũng được. Nhưng mà nguyện vọng của cô thích gái hơn thích trai. Em có câu nào muốn nói chuyện với bác gái không? Em trao đổi với bác gái vài điều đi. Công việc của con là nó hay đi. Mà bản chất của con cũng rất là thích đi du lịch nữa. Cái mục tiêu của con là một quý con sẽ đi du lịch một điểm. Tức là con rất là hay di chuyển. Thì không biết là cái này là phía người lớn mình có ngại về chuyện này không ạ? Không, hình như là cô cũng có cái máu đó. Vậy dắt cho cô đi với, lâu lâu dắt cho má đi theo với nhau. Vậy nếu được là cả gia đình mình đi du lịch cô hả? Đúng rồi, cô cũng có cái phong trào mà đi du lịch đó. Nên cô không có phản đối cái vụ đó đâu. Dạ. Thấy không, thấy má quá xuất sắc không? Quá là dễ luôn, đâu có gì đâu, ái ngại, đâu có lo lắng gì đâu. Dạ. Rồi hôm nay mình đi, có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ là có hai đứa em. Em ruột hả? Dạ em họ. Em họ. Rồi chào hai em. Rồi em nhận xét anh trai bên kia như thế nào? Dạ, anh hiền mà dễ thương lắm chị, bấm nút đi chị. Trời ơi, chưa có phân tích gì là vậy. Ngắn gọn vậy thôi đó hả? Dạ, ngắn gọn dễ hiểu thôi chị. Gọn gì được rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt ha. Kéo màn. Dạ, anh chào anh. Không biết nói gì nữa. Cảm nhận về bạn gái lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Em thấy anh sao? Trời đất ơi. Thấy bạn gái thế nào? À, dễ thương. Tính tình cũng quyết đoán lắm ha. Dạ em cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Anh hiền, đẹp trai. Nụ cười cũng tỏa nắng giống như anh Quyền Linh nói. Nói là có sao, rực nắng luôn. Dạ. Vậy. Anh có hay đi du lịch không? Tại vì cái thời gian của anh cũng kín á. Cái phụ thuộc bên tòa án với bên thi hành án thì nó ít có thời gian hơn. Nhưng thì nghĩ chỉ được có thứ bảy với chủ nhật thôi. Lên kế hoạch thì cũng đi gần gần thôi. Ví dụ như đi ra Vũng Tàu thì được. Vậy giờ hiện tại em đang làm Quy Nhơn mà lỡ yêu nhau thì sao? Ở Quy Nhơn luôn hả? Dạ. Không sao, xa nhau chỉ là thử thách thôi. Ví dụ như mình kết hôn rồi thì công việc em có luân chuyển về đây được hay là ở ngoài đó luôn? Em thì em rất là thích di chuyển. Nên là nếu như công việc em có thể thiên chuyển được thì em vẫn thiên chuyển bình thường. Chứ em không có nhất thiết phải cố định một chỗ nào hết. Bây giờ nói một câu tỏ tình nào đó để bạn gái có thể tiến tới bấm nút. Em hát bài được không anh? Được. Nhìn thẳng mặt bạn gái hát kìa. Từng đêm anh mơ mơ có em trong đời. Dù đời ta đã cách hai phương trời. Từng đêm anh mơ những chiếc hôn ấm nồng và vòng tay ấm ấm của em. Em yêu dấu hơi, anh đang bối rối vì tim anh đã thuộc về em. Em yêu dấu hơi, xin em hãy hứa tình đôi ta mãi không phai nhòa.
Giờ đây anh chỉ biết mong em nhớ em, từng dòng thư xanh đầy ấm yêu thương khát khao. Dù tình đời ta còn lắm ưu tư buồn phiền, những đôi tim đang hòa chung nhịp yêu thương. Chuyện tình đời ta còn trôi lăn đan giữa dòng, đừng buồn nghe em và hãy luôn luôn vững tin. Rồi ngày mai đây bờ bến yêu thương ngọt ngào sẽ chào đón đôi ta trở về. Rồi bạn gái có muốn nói gì đáp lại gì với bạn trai không? Em nghĩ anh là người sống nội tâm và em hy vọng là vậy. Rồi hết thời gian, chúng ta tiến hành bấm nút. Ba hai bạn để tay vào nút bấm. Ba tiếng đếm để quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Một, hai, ba. Rồi mình nắm tay đi bạn. Đấy, đây là những cái vé xem phim, các bạn sẽ có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên Lưu Thị Thanh Tuyền, năm nay em 27 tuổi, hiện đang công tác tại Ủy ban dân phường 14 quận Phú Nhuận với chức vụ là Phó Bí thư Đoàn phường. Quá dữ. Quê mình ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Nguyễn Văn Khoát, công tác tại công ty dược Hậu Giang. Bạn làm công ty dược nhưng bạn cụ thể làm ở phòng nào? Dạ em làm bên sale ạ. Sale. Tất cả các loại dược ha, dược Hậu Giang rất là nổi quê tiếng. Quê phát ở đâu? Dạ em ở Đồng Tháp chị ơi. Rồi hiện nay là mình đang ở đâu? Ở nhà của công ty ạ. Ở quận 7 ạ. Điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Điểm mạnh của em á, em biết hát, cũng biết nấu ăn, nhưng mà do tính chất công việc á thì em cũng hay đi nhiều nên cũng chưa có cơ hội nhiều để nấu. Em cũng biết theo chanh rồi múc len. À, giỏi vậy đó hả? Phụ nữ vậy là quá tốt rồi. Còn điểm yếu còn của điểm mình? Yếu là của em á thì đôi khi thì em cũng còn hơi nhút nhát, với lại khi mà gặp bạn khác giới thì hơi bị khớp. Nên mình làm việc đoàn, mình làm việc đoàn rồi này kia đó. Dạ, mình thì phải giản dị chứ. Có lúc thôi, nhưng mà nhiều khi gặp cái đối tượng của mình thì mình lại rụt rè, bị hơi gượng xíu. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức là có 2 mối tình đơn phương. Một người là em hồi đó học chung trường cấp 2 với em, còn một người là do đi sinh hoạt đoàn chung á, rồi cũng quen cũng cách đây 7 năm rồi. Mới vừa Tết vừa rồi thì em có viết thư với lại làm sô cô la tỏ tình á, nhưng mà ảnh không có chấp nhận, ảnh nói là chỉ xem như bạn bè thôi. Mà thích 7 năm rồi bây giờ mới tỏ tình. Dạ, để gì 1 năm 2 năm được thôi, đi kiếm thích anh khác cho làm gì, để tới 7 năm mới tỏ tình rồi để người ta từ chối. Nhiều khi chắc tính em hơi bị chung thủy như vậy. Trời đất ơi. Mà cái lần tỏ tình đó mà bị từ chối cách đây là bao lâu rồi? Dạ hồi Tết nè, xong rồi sau đó em quyết định em tham gia chương trình luôn. À vậy đó. Bạn trai Phát nghe bạn gái kể chuyện và thấy thương dễ sợ không Phát? 7 dạ. Năm cuối cùng tỏ tình ta từ chối, chờ cái anh nào mà ác nhân ghê luôn trời. Phát thấy sao Phát? Dạ theo em là tỏ tình là như vậy thương vậy là chịu liền chị. Phải không? Vậy Phát có mấy mối tình rồi hay là có yêu đơn phương ai chưa? Dạ em thì có 2 mối tình chị, nhưng mà chia tay cũng sớm lắm chị. Tới nay là ế 4 năm rồi. Ở trong công ty dược thì rất nhiều bạn nữ dễ thương, tại sao mình cũng lựa chọn? Dạ làm bên sale thì đa số là nam nha anh, nữ thì đa số là văn phòng thì nhiều, nhưng mà lập gia đình sale phải đi nhiều, phải quan hệ ngoại giao trực tiếp rất là nhiều. Dạ. Bạn không tìm được đối tượng nào cho mình à? Dạ tại vì nhà nó cũng hơi là phong kiến về cái độ tuổi một chút, tuổi là phải tuổi thìn hoặc là tuổi tỵ. Chọn tuổi thìn và tuổi tỵ hả? Em tuổi gì khoan, xí tuổi gì? Dạ em tuổi tỵ. Rồi được. Được. May quá. Chọn phải không? Chọn đúng không? Dạ dạ. Nếu mà gia đình không chịu thì em cũng không chịu luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Rồi bây giờ em với người yêu em yêu nhau 9-10 năm rồi. Bây giờ gia đình đi coi không phải tuổi thìn, tuổi tỵ, tuổi thân đi. Rồi sao? Lúc đó thì mình cũng như là không có duyên thôi anh. Tại vì ở nhà nhai nhức đầu lắm. Trời đất ơi. Thì thôi bây giờ là coi như quen ai trước tiên hỏi tuổi trước, được hẳn tới không được thì thôi khỏi mất công đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mà thôi bữa nay đều được mà, cái này hợp hôm nay mà. Được rồi, nhưng mà vấn đề nghĩ mà bây giờ đến thời buổi này mà còn quan niệm mà tuổi phải bắt buộc hợp với nhau thì bây giờ mà thìn với tỵ chỉ có kỵ Long Dương thôi chứ kỵ gì vậy. Em chết rồi còn kỵ nữa, mệt ghê luôn á. Giờ là quyết chí lấy chồng chưa? Dạ cũng. Bao lâu nữa đám cưới được? Dạ càng sớm càng tốt.
Thôi cho bây giờ tuổi tác là ổn rồi, bây giờ nói cái mẫu người lý tưởng của nhau đi. Bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn nam là sao nè? Dễ nhìn, hiền với thật thà, trung thủy. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ cỡ mưu lê rồi á. Trời ơi. Dạ em nói chơi thôi chứ quan trọng là hợp nhau. Cỡ miêu miêu được không? Bên đây thì tóc thì giống miêu lê rồi đó, mặt thì giống miêu miêu, nhưng mà được cái đây trung thủy à. Đơn phương mà 7 năm là biết trung thủy cỡ nào rồi. Bạn có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Dạ mẫu bạn trai của em thì về ngoại hình thì cũng dễ nhìn được rồi, còn tính tình thì vui vẻ hoạt bát, nhưng mà đôi khi cũng nên có chút lạnh lùng chút, biết cách giao tiếp, quan tâm chia sẻ với mọi người và với em nữa, và đặc biệt là phải tôn trọng em và gia đình em. Rồi cao thấp về sao? Cao hơn em được rồi anh. Tóc tai có yêu cầu gì không? Dạ có tóc là được rồi anh. Chắc không? Dạ. Mỗi lần mà anh Linh anh hỏi câu nghe đó, câu này tôi là... mừng dễ sao mừng luôn vậy đó. Bây giờ tôi lo cái vụ này nè, mừng ghê luôn trời ơi, dễ thương quá. Đây là có tóc hả? Có cũng vài cộng thôi. Ôi. Há miệng mắt hoài, em nói có tóc là được rồi. Kệ em sao chị, cái gì về cho gọi đầu mọc tóc lại cũng được. Mập gì nổi. Em không thích đàn ông như thế nào? Gia trưởng, có tính đàn bà, với lại nói nhiều mà không làm được bao nhiêu, với lại thích khoa trương nữa. Có tính đàn bà không? Dạ không. Có tính đàn ông không? Dạ không. À, có gia trưởng không? Dạ không luôn. Rồi, được, có mẫu hình nào không? Dạ anh. Anh hả? Dạ. Trời ơi, chết. Anh kia trẻ hơn anh. Dạ. Anh hiền khô à? Em tin anh á. Thiệt mà, hiền. Ngồi nói chuyện với anh nãy giờ hiền khô à, yên tâm ha. Bên bển nhà trai người ta binh nhau, em không tin chị mà em đi tin ảnh. Cơ hội cuối cùng về ngoại hình, có không thích cái gì nữa không? Đừng đụng chạm tới tóc tai nữa nha. Bỏ cái vụ tóc qua bên rồi đó. Dạ cao hơn em, cao khoảng mấy 65. Vị trí đó hết sức nhạy cảm. Cao mấy 65. Dạ em chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ 1m65 ạ. Vừa đủ 1m65 luôn. Có gì nữa không? Tứ chi bình thường. Tứ chi có bình thường. Dạ bình thường. Đứng lên, đứng lên kiểm tra coi. Đi tới lui. Tứ chi thì bình thường mà không biết có cái gì không bình thường không. Anh có tật xấu gì không? Em hơi nóng tính chút xíu thôi nhưng mà mau nguôi lắm chị. Dạ hả? Lúc nóng tính nhất là mình sẽ làm cái gì? Nhai nhai chút thôi à. Nhai nhai là sao? Cằn nhằn nói rồi thôi. Là cái đó tính đàn bà đó. Thì nói quá. Bỏ, bên đây không có thích tính đàn bà. Bỏ nha. Thà đập cái rồi xong chuyện chứ đàn ông mà mình cằn nhằn đâu có được. Đúng không? Không thích bạn nữ ở điểm gì? Xe xua quá mức. Nhưng mà nữ phải đẹp chứ, ra đường phải trưng diện có, chứ. Có nghĩa là không phải, có nghĩa là tin quá vậy. Xong mình xong rồi. À, cái này để con. Mình vừa nãy thấy xăm trên trán hận anh gì. Chết rồi, thôi rồi. Người ta du di được cái tóc của mình thì không lẽ mình không du di được cái hình xăm của người ta? Xăm thì ít thôi thì được. Nhưng nhỏ nhỏ thôi chứ. Dạ, dạ. Nhỏ được không? Dạ, được, dạ, được. Thôi, vậy cũng được. Em có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ em và hai bạn đồng nghiệp. Chào anh Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ, chào cô. Dạ, tôi đây là mẹ của Phát. Dạ, từ Đồng Tháp lặn lội tới đây đặng tìm dâu. Dạ. Cháu đây là cũng dự ý rồi. Bác thấy cặp này có thể là được thích ứng được với nhau bao nhiêu phần trăm bác? 100% đi. 100% luôn hả? Trời ơi. Dạ, à, cảm ơn bác. À, mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ, với em gái, với lại cũng đông lắm, với người thân, họ hàng. Đâu, ai đi theo nhà gái mình giơ tay lên cách coi. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. À, về tính cách của cháu đây nè. Được. Giờ hai trẻ lấy nhau cô ủng hộ không? Ủng hộ. Dạ. Hai bà mẹ hôm nay mẹ dễ dữ vậy. Thôi hai bà xui lại bắt tay nhau một cái đi. Hai người. Đó, hai bên nói gì đi. Cũng gặp gỡ chị đây là cũng niềm vinh hạnh của em. Dạ. Hai bác hiền quá. Có em gái hai đâu, ai phát biểu rồi. Em là em ruột của chị Tuyền. Theo em nhận xét thì anh cũng hiền, chững chạc. Có một điểm em chưa được cho lắm là đàn ông cần phải có chính kiến chứ đừng có nghe lời gia đình quá. Đúng rồi. Dạ, để sau này ví dụ như mình có cuộc sống riêng thì có gì mình phải quyết định. Không lẽ thì suốt ngày cứ hỏi vợ không được rồi đi hỏi, chạy phải chạy về hỏi gia đình. Bàn thì cũng được nhưng mà chủ là mình phải đưa ra quyết định cuối cùng á. Thì em nghĩ như vậy đúng thì rồi, nó tốt đó. Hơn. Dạ em... Nói đi, anh nói với em gái kìa, dạ gì? Đương nhiên rồi em, tại vì cái đó là nghe lời tuổi tác thôi. Còn cái quan điểm lập trường của anh thì rất vững ạ. Làm sale cũng lanh lắm em, bạn đang nên rung đó. Nói vậy thì không có gì để... Em yên tâm rồi ha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Rồi. Bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau. Kéo màn. Mình sẽ có 2 phút để giao lưu với nhau và quyết định. Bắt đầu. Anh có món quà gửi em. Dạ, cảm ơn. Anh thấy em sao?
Em dễ thương. Dạ chắc. Cảm ơn anh. Thấy gì nữa không? Nhân viên kinh doanh mà lanh lắm anh. Gặp em luôn. Ví dụ như lấy nhau rồi rồi em tính về ở đâu ạ? Tại công việc của em thì em làm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì nên em cũng muốn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mà nếu mà mình anh nếu mà anh ở nhà chung của công ty thì mình có thể thuê nhà ở, rồi có thể cùng nhau lên xây dựng kế hoạch để có thể tạo dựng một cái không gian riêng của mình. Gia đình mình thì thường là kinh doanh cái gì em, hay là buôn bán gì không? Ba mẹ em bán phở luôn tại nhà. Anh cũng thích ăn phở lắm. Nói vô trời ơi. Gì ông nhìn đâu kiếm cái gì ở dưới đất không vậy, nhìn thẳng vào mặt bạn gái coi. Là bạn nam bán gì giới thiệu luôn đi. Dạ nhà em bán gạo chị. Vậy là không có sợ đói không? Không có lo đói. Anh có gái gì không? Có gì hát tặng em gì không? Ừ. Ok, có hát tặng em gì không? Anh không hát em hát nha. Rồi em hát trước. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Thôi bạn nam. Nhìn nước mắt em đã rơi vì ai, mà lòng anh cứ đau thật lại. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn. Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi. Bây giờ mình hát giao lưu nhau rồi, bây giờ mình nói một câu gì thật tỏ tình, thật lãng mạn. Nếu có cơ hội thì mình trao cơ hội cho nhau nghe em. Nói chung là gặp anh ở đây cũng là một cái duyên rồi, còn cái nợ là do mình tạo. Cái nợ tự mình mượn tiền. Các bạn có 3 tiếng đếm để quyết định. Quan trọng nha. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi mình nắm tay bạn gái đi. Cảm giác thế nào bạn trai? Dạ ấm hơn. Rồi đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc hai bạn sẽ tiến tới hạnh phúc một ngày sớm nhất. Rồi mời hai bạn xem phim.